Xin chào mọi người nha. Hôm nay anh em Quý Cao Tu đi dùng xe Toyota Veloz, xe đặt từ hồi tháng 3. Tới hôm nay là tới cuối tháng 7 mới có xe để vào nha. Để vào thì có chỗ dựng xe của mình là Toyota Lý Thường Kiệt. Mình làm cái video series này rất là dài lắm ha. Tất cả các bạn sẽ nói về trang bị nâng cấp thêm cho xe Toyota Veloz. Mọi người cố gắng theo dõi nha, rất là dài tập nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Mình chỉ làm thêm các phim của gần thôi. Quý vị, tí nữa mình nhớ đổ nha. Hôm nay là mình sẽ tính dụng sử dụng mấy này là hết cần. Tí nữa mình để giấy tờ xe lên đây. Lấy nước, gió, hay là hiệu là cái system của mỗi chỗ. À, chiếc sạc công nghệ này nói luôn nha. iPhone tầm khoảng đời 11 trở xuống nó mới ổn định. Còn nếu như giống như của thầy đi, sao từ 11 nó lên mới được. Không, 11 nó xuống. À, lên giống như chị là nó hơi bị, giống như là nó hay bị ra vô á. Không sao vậy được. Đây. Tủ lạnh hả? Không. Cái đồ điện thoại em mua cái đầu. Ok. Tắp vô ha. Nó chỉ á. Rồi, có như một cơ bản thôi. Thì bà sẽ mua đâu? Về lắp thêm chơi cái kia. Về nhà lắp bộ lại cái đầu nè. Lắp 30. Thank you.
cho nó thiếu hay mình đổ. Thì bây giờ mình tiếp tục đổ đầy bình xăng. Rồi chúng mình ra mình lấy ra. Các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.